Chào các bạn nha, bữa nay mình sẽ làm món cơm chiên Dương Châu. Nguyên liệu gồm đậu ve, cà rốt, lạc xưởng, trứng, hành lá, tỏi ớt, dầu ăn, nước mắm đường và cơm. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình xắt nguyên liệu ra nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành xắt nhỏ đậu ve ra. Bây giờ mình đã xắt nhỏ hạt lựu đậu ve ra rồi, bây giờ mình xắt cà rốt nha các bạn. Bây giờ mình đã xắt hạt lựu cà rốt ra luôn. Mình sẽ xắt nhỏ hành lá ra luôn nha. Bây giờ mình sẽ bắt chảo lên, mình cho vô xíu nước. Mình sẽ cho lạc xưởng vô luôn. Giờ mình sẽ lấy ra các bạn ơi, giờ mình sẽ chín rồi, mình lấy ra. Bây giờ mình sẽ đập trứng gà ra, mình tách lòng trắng qua lòng đỏ riêng. Bây giờ mình tiến hành mình xắt hạt lựu lạp xưởng lên luôn nha. Bây giờ mình tiến hành mình trộn cơm nha. Mình sẽ cho lòng đỏ trứng gà vào, mình sẽ trộn đều lên. Bây giờ mình sẽ tiến hành chiên nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành xào rau nha các bạn ơi. Mình sẽ cho dầu ăn vào. Mình sẽ cho tỏi vào. Bây giờ mình sẽ cho cà rốt vào, đậu ve vào, mình sẽ cho lạp xưởng vô luôn. Thank you.
Bây giờ mình sẽ nêm muối đường bột ngọt vô các bạn. Mình sẽ cho tí bột ngọt, đường 2 muỗng đường, và 1 muỗng cà no. Mình sẽ cho miếng tiêu. Bây giờ mình sẽ đảo đều lên. Bây giờ nó chín rồi, mình múc ra dĩa nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành mình chiên cơm nha các bạn. Mình cho dầu vào, tỏi vào. Bây giờ mình sẽ đổ cơm vô. Bây giờ mình đã chiên lửa nhỏ, cơm mình đã giòn rồi. Bây giờ mình sẽ cho lòng trắng vô luôn nha. Mình sẽ đảo đều lên. Bây giờ mình sẽ cho rau củ vô luôn nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho ra dĩa nha các bạn ơi, chín rồi. Bây giờ mình nấu xong rồi các bạn ơi, mời các bạn ăn cùng với mình nha. Mời các bạn ăn cùng với mình nha. Ngon các bạn ơi.
Cơm rất là giòn các bạn. Ngon các bạn ơi, mình rất thích ăn cơm chiên Dương Châu các bạn. Hạt gạo, hạt cơm của mình chiên nó giòn lắm các bạn, nó vàng đều luôn. Bữa nay mình rất vui các bạn ơi, vì mình đã đi nửa chặng đường rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình đã đi nửa chặng đường rồi. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm nha, các bạn và anh chị, mình rất là cảm ơn nhiều. Nếu các bạn thấy kênh hay thì hãy đăng ký và chia sẻ giùm mình nha. Chào tạm biệt các bạn trong video tiếp theo.